Nhiều tờ báo Mỹ bất ngờ trước khả năng chơi phòng ngự chặt chẽ của tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt dành lời ca ngợi tài năng của thủ môn Kim Thanh. Tuyển nữ Mỹ đã giành chiến thắng với tỷ số khiêm tốn 3-0 trước Việt Nam, tờ CBS Sports chia sẻ trên tiêu đề sau chiến thắng ở trận ra quân tại bảng E World Cup nữ 2023 sáng 22 tháng 7. Trận đấu đã có những sự lo lắng ban đầu, khi cả đội gặp khó khăn trong việc kết nối các đường truyền, có lẽ là do đội hình xuất phát mới không thường xuyên chơi cùng nhau. Tuy nhiên, những gương mặt mới trong đội đã có màn trình diễn tốt, đó là một kiểu chiến thắng khác. Đội hơi thất vọng khi không ghi được nhiều bàn thắng hơn, nhưng dù sao cũng là một chiến thắng cần thiết khi bắt đầu giải đấu. Tờ CBS Sports bình luận về chiến thắng 3-0 của tuyển nữ Mỹ trước thầy trò ông Mai Đức Chung. Một tờ báo khác của Mỹ là New York Post cho rằng đây là trận đấu thành công cho cả tuyển nữ Mỹ lẫn tuyển nữ Việt Nam, khi nhà đương kim vô địch cần có một chiến thắng trong khi thầy trò ông Mai Đức Chung đảm bảo được mục tiêu hạn chế bàn thua nhiều nhất có thể. Trên thực tế, tuyển nữ Việt Nam đã thành công khi sử dụng lối chơi phòng ngự lùi sâu buộc tuyển nữ Mỹ phải cố gắng hết sức để giành được chiến thắng. Rõ ràng đây không thể là màn tái hiện chiến thắng hủy diệt 13-0 của Mỹ trước Thái Lan 4 năm trước. Mặc dù một số nhà cái thể thao vẫn có tỷ lệ chấp 6 bàn nhưng tuyển nữ Việt Nam đã làm quá tốt, tờ New York Post bình luận. Đáng chú ý, tờ New York Post cũng dành nhiều lời ca ngợi tài năng của thủ môn Kim Thanh sau khi từ chối vô số cơ hội ghi bàn 10-10 của tuyển nữ Mỹ, đặc biệt là ở pha cản phá thành công quả phạt đền của tiền đạo Alex Morgan. Thủ môn Kim Thanh nhào lộn cản phá quả phạt đền của Alex Morgan, tờ báo của Mỹ giật tít. Thủ môn Kim Thanh chính là ngôi sao của tuyển nữ Việt Nam trong trận mở màn với tuyển nữ Mỹ ở World Cup 2023. Khoảnh khắc quan trọng nhất là cô ấy cản phá thành công quả phạt đền ở phút 45 của Alex Morgan để giữ cho trận đấu vẫn rất căng thẳng, tờ New York Post viết. Điểm nhấn World Cup nữ 2023, đương kim vô địch Mỹ thắng Việt Nam 3-0, tờ Fox Sports giật tít sau chiến thắng của đội nhà. Tiền đạo ngôi sao Sophia Smith đã ghi hai bàn thắng trong hiệp 1 và tiền vệ Lindsay Horan ấn định chiến thắng bằng pha ghi bàn ở phút 77. Tuyển nữ Mỹ vượt qua Việt Nam 3-0 với việc duy trì thời lượng kiểm soát bóng hơn 65%, tờ Fox Sports tóm tắt chiến thắng của đội nhà.